Hello, hello anh em, mình là Việt Anh đây và hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài viết của chính mình trên Spyroom. Một bài viết gần đây của mình thôi, đó là bài viết Mình học được gì khi đu đỉnh. Mình tin là bài viết này sẽ mang lại những giá trị nhất định cho các anh em, đặc biệt trong trường hợp các bạn đang ham mê giàu sang giống như mình 3 năm trước. Giờ thì không rông dài nữa, mình cũng bắt đầu nào. Chú thích: đu đỉnh là hành động mua các tài sản như chứng khoán, tiền điện tử đúng giai đoạn giá cao nhất, với kỳ vọng giá sẽ cao hơn nữa để có được lợi nhuận. Sau đó, làm quá gì có sau đó. Hồi năm 2017, mình gia nhập đu đỉnh hội sau khi nghe theo tiếng gọi nơi hoang dã của ông bạn già Husky WannaFly, ông anh già Alfred Anfi là tech lead của Spyroom và ông em Tuấn Cùi là developer của Spyroom. Nay đã bị anh em đổi tên thành Tuấn Coi sau những màn X5, X10 ngoạn mục. Tất cả những gì diễn ra sau đó đã trở thành lịch sử, mình trở thành triệu phú, sống giàu sang, phú quý suốt đời. Đấy thì là mình nghĩ thế. Thực tế như người ta hay nói, lịch sử thường được viết bởi bên thắng cuộc. Còn mình ở bên nào thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Do đó, bài viết này không phải là một bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, mà đơn giản chỉ là trải nghiệm của một thanh niên từng ăn ngập hành vì đam mê giàu sang mà bán đi hạnh phúc đời mình. Trong không khí crypto, tiền mã hóa đang tăng ngút trời như hiện tại, mình tin rằng những chia sẻ từ bên thua cuộc như mình sẽ có giá trị tham khảo nhất định, giúp các bạn đỡ lâm vào tình trạng đang yên đang lành lại đi tập bơi, rồi không biết mấy năm nữa mới thấy bờ. Khi tình yêu bắt đầu. Đó là hồi năm 2018, khi mình vẫn còn đang đi làm full time ở ngoài và chưa quay trở lại làm Spyroom. Một ngày nọ, Husky Wanna Money inbox với mình: "Ông ơi, mua coin không? Tôi mới tìm hiểu mấy đồng này hay lắm." Nghe cũng hay đấy, nhưng mà tôi chưa biết mua như thế nào cả. "Không lo ông ơi, để tôi chỉ cho." Vì nể sự nhiệt tình này, chứ hoàn toàn là không phải vì ham mê giàu sang, nên mình đã bắt đầu hành trình đu đỉnh. Khi đó, mình nghe theo ông bạn già mua đồng XRP, Ripple, ở giá 2,6 USD, cùng một số đồng khác nữa. Ở thời điểm khi mình viết bài này, thì XRP đang ở mức loanh quanh 0,4-0,5 USD gì đó. Đó là sau những pha biến động giá ngoạn mục mà cơn sốt hiện tại đang mang lại. Tức là nếu còn giữ thì tiền của mình còn khoảng 20% sau 3 năm nằm gai nếm mật. Đó là nếu, còn trên thực tế thì mình chán nên là bán từ lâu rồi. Dĩ nhiên là với mức giá thấp hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, mình ở đây để chia sẻ về hành trình ly kỳ mang tên đu đỉnh, cho nên chúng ta sẽ không đi sâu hơn vào chi tiết này. Trước khi bắt đầu, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin dựa trên hiểu biết của bản thân về thị trường. Nếu có gì sai sót thì các bạn cứ bình luận góp ý thêm giúp mình. Về cơ bản, trong thị trường tiền mã hóa hay chứng khoán, hồi đó thì mình chơi cả hai, sẽ có một số cách đầu tư chính như sau. Thứ nhất là đầu tư dài hạn. Mua một tài sản, ví dụ như 10 đồng Ethereum hay 1.000 cổ phiếu Vinamilk ở mức giá phù hợp, sau khi đã có những phân tích phù hợp và tin tưởng rằng giá trị của tài sản này sẽ tăng mạnh nữa trong tương lai. Sau đó, bạn giữ tài sản này trong một thời gian dài, tính bằng năm chẳng hạn, và chờ thời tới cản không kịp. Chẳng hạn như bạn mua 100 đồng Bitcoin ở thời điểm năm 2009, khi giá chỉ có 1 USD, thì tới nay bạn đã thành triệu phú sau hơn 10 năm. 100 USD của bạn khi ấy giờ đã là 5 triệu USD. Thông thường với các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán, bạn sẽ sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản, Fundamental Analysis, để lựa chọn ra công ty hoặc mã cổ phiếu để đầu tư. Nguyên tắc là lựa chọn những công ty có tiềm năng phát triển và tạo ra lợi nhuận tốt. Bạn có thể làm được điều này vì chứng khoán là thị trường được kiểm soát kỹ càng bởi các quy định của chính phủ, các công ty đều có thông tin tài chính minh bạch. Nhưng chưa chắc 100% là chính xác đâu nha, tình trạng xáo nấu số liệu cũng không phải hiếm đâu. Tuy vậy thì dựa vào các số liệu này, các nhà đầu tư có thể tính toán và nghiên cứu trước khi ra quyết định. Còn đối với thị trường như cryptocurrency thì hên xui. Lý do là bạn không thể biết và có số liệu rõ ràng để biết rằng các đồng tiền này hay ứng dụng của chúng liệu có trở thành hiện thực hay không, vì chúng có thể lên sàn thậm chí từ khi chưa được phát triển xong. Trên thực tế, hầu hết sẽ thất bại hoặc không bao giờ có ứng dụng cụ thể, đồng nghĩa với việc khoản đầu tư của bạn hoàn toàn có thể đi về nơi xa lắm. Lúc này, thứ duy nhất bạn còn sót lại là những câu chuyện đạo đức để kể cho con cháu quanh bếp lửa khi về già, kiểu như là trong cuộc đời chúng ta, ai ai cũng từng mắc sai lầm. Thứ hai là đầu tư lướt sóng. Bạn mua một tài sản, chứng khoán hoặc tiền mã hóa ở mức giá thấp, đợi một thời gian ngắn cho giá tăng, sóng lên và bán đi để chốt lời. Với cách đầu tư này, thông thường bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật, technical analysis để mua đáy và bán đỉnh. Nếu fail thì sẽ ngược lại, mua đỉnh và bán đáy. Đối với hình thức đầu tư này, thị trường tiền mã hóa khác so với thị trường chứng khoán ở chỗ, mức thay đổi là cực kỳ nhanh và khủng khiếp, do độ biến động, volatility vẫn rất cao vì thị trường còn lâu mới đi vào ổn định. Ví dụ như bạn có thể mua một đồng A ở mức giá 10 USD, nhưng 15 phút sau giá giảm còn 7-8 USD, tương đương với việc tiền của bạn bay hơi 20-30% là chuyện hết sức bình thường. Bay hơi đến 80-90% cũng là bình thường luôn. Vậy nên áp lực là cực kỳ cao, không phù hợp với những trái tim yếu mềm. Hàm lướt sóng thì rất dễ bị sóng đánh cho tuột quần.
Thứ ba là đầu tư từ trường nước. Đây là một trong những hình thức hấp dẫn và dĩ nhiên là nhiều rủi ro nhất. Tương tự như việc các nhà đầu tư thiên thần hay các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty hoặc ý tưởng sơ khai, bạn cũng có thể mua một số đồng tiền mã hóa thông qua các hoạt động ICO, Initial Coin Offering, mà qua đó công ty kêu gọi vốn đầu tư cho các hoạt động phát triển. ICO cũng có thể hiểu tương tự như IPO, nhưng khác với IPO ở chỗ, nó rủi ro, đồng thời cũng nhiều lợi nhuận hơn rất rất nhiều. Có thể hiểu đơn giản thế này, việc đưa được một công ty lên sàn thông qua IPO cần rất nhiều công tác kiểm tra, ra soát để tránh lừa đảo. Do đó khả năng công ty đột nhiên biến mất là tương đối thấp. Ngược lại, việc bạn mua một số lượng đồng Crypto X và sau đó thấy đồng này không bao giờ xuất hiện hoặc có xuất hiện nhưng lẹt đà lẹt đẹt là chuyện cũng bình thường. Lúc đó thì cơ bản là mất hết thôi, không có cách nào thu hồi vốn được hết cả. Theo thống kê, dưới 50% đồng ICO còn tồn tại sau 4 tháng kể từ khi mở bán. Đồng thời gần một nửa số ICO năm 2017 đã thất bại và biến mất trước tháng 2 năm 2018, theo Wikipedia. Ngoài ra, có một lưu ý nữa là bạn thường sẽ mua được ICO ở giai đoạn Public Sale, là giai đoạn bán ra công chúng, tức là sau khi những người thân, người quen của đội ngũ làm sản phẩm và cả các quỹ chuyên đầu tư vào ICO đã mua rồi. Do đó, đừng tưởng là cứ mua vào sớm thì chắc chắn sẽ lên, vì có thể bạn sẽ mua được chính hàng xả của những người mua vào trước bạn và đang hạnh phúc chốt lời đấy. Bản thân mình vốn đã thử trải nghiệm cả ba cách tiếp cận trên, kết quả khả quan thì ít mà khả ố thì nhiều. Mình từng xác định sẽ hội ERP mãi vì tin rằng đồng này có xuống nhưng rồi sớm hay muộn cũng sẽ được ứng dụng rộng rãi, tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài chính và dẫn tới giá trị thực tăng. Kết quả như mình nói ở trên, sau 3 năm thì chán quá nên là cuối cùng bán quách luôn để cho nó đỡ mệt. Mình cũng từng lần mò lên Binance, trade qua trade lại theo kiểu lướt sóng mấy đồng như Neo, Encash, Nano, vân vân, nhưng càng trade thì càng toang. Nhìn biểu đồ với bảng điện tử xanh đỏ cứ nóng hết cả mông, đoán giả đó non, rồi rốt cục số lần mua đỉnh bán đáy vẫn cứ là đa số. Mà không phải chỉ có mình, hầu hết những anh em mình biết khi bập vào con đường này thì thường là đều bị sóng đánh tụt quần. Khi đi thì tự tin, lúc về thì thân xác hoang tàn không nhận ra. Tưởng sẽ cưỡi sóng mà ngờ đâu nằm im cho nó cưỡi, càng chống cự nó càng đè ra. Nhưng nói như vậy không phải là không có các cao thủ kiếm được tiền từ bộ môn này đâu. Hồi đó một ông anh bạn thân của mình có ở trong một group gọi là Shaolin Coin hay gì gì đó, gồm các giáo sư chuyên ngồi phân tích, dự đoán và phím kèo. Nghe đâu tỷ lệ trúng cũng cao. Đúng là không hổ danh Thiếu Lâm Tự danh môn chính phái, bảo sao mà chẳng bá chủ Trung Nguyên. Mình thì không nội công thâm hậu được như các cao thủ này, nhiều khi cũng đú thông tin được tuồn ra mà mua theo thử, nhưng mà cũng toàn tạch bởi vì rút không kịp. Như mình đã nói, tốc độ thay đổi giá ở thị trường crypto là tương đối khủng khiếp, ít nhất là với mình. Cho nên việc giữ vững tâm lý và không cay cú khi mất tiền là rất khó. Mình đã không ít lần mua vào, thấy giá tăng lên một chút nhưng cố giữ thêm vì nghĩ đà này thế nào mà chẳng tăng tiếp. Từ lúc giá giảm vèo từ lãi thành lỗ thì lại nghĩ ôi giời, nhịp giảm chút rồi lại tăng ấy mà. Ai ngờ đâu giá còn giảm tiếp. Tới lúc này thì mới bắt đầu hoảng và bắt đầu nghĩ tới chuyện cắt lỗ, giống như một nhà đầu tư đầy kỷ luật vậy. Cắn răng cắt lỗ bán đi xong thì lại thấy liền mấy cái cột tăng giá xanh lè to đùng. Tụi mình hay gọi đùa là cột chống trời. Lúc đó thực sự là tim tao đau quá man. Điều đau đớn hơn nữa là bạn có thể gặp tình trạng như vậy vài lần trong ngày, lần sau lại càng tệ hơn lần trước vì tâm lý vốn đã dao động, lại muốn gỡ cho nên tiếp cận theo kiểu còn sống là còn gỡ, ngã ở đâu đứng lên ở đó, gập đối lên trệt, cuối cùng chết thật. Mình cũng từng mua ICO sau khi được anh em phím hàng, kết quả mày cũng không lỗ vì được hưởng cảm giác x3 một lần, vậy nên đủ để bù cho mấy kèo thua. Cho ICO này cơ bản thì siêu hên xui, cho nên tốt nhất đừng bao giờ để tất cả trứng vào một giỏ. Với mình thì phương pháp đầu tư từ trứng nước này có lẽ là hấp dẫn và nhiều tiềm năng nhất. Theo Investopedia, trong năm 2017, có tất cả 435 thương vụ ICO thành công. Mỗi thương vụ huy động được trung bình 12,7 triệu đô. Tổng số tiền huy động được là 5,6 tỷ đô. Trong đó có 10 dự án lớn nhất huy động được 25% trong số này. Ngoài ra, các đồng tiền mã hóa mua trong giai đoạn ICO đem về tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 12,8 lần so với khoản đầu tư ban đầu tính theo USD. Nghe hấp dẫn đúng không? Lý thuyết là thế. Còn trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào 10 thương vụ ICO và thua hết. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng kẻo lại thất vọng. Khi bập bõm tham gia vào thị trường này, chắc chắn bạn sẽ nghe không ít thông tin kiểu đồng này tiềm năng lắm vì ABC XZ chắc chắn sẽ nằm X10. Đồng này quỹ nọ chống lưng, có ông A ông B làm cố vấn, không thể tạch được. Nhưng mà bạn của tôi ơi, chúng nó tạch được hết đấy. Hầu hết các thông tin mà các bạn sẽ nghe được chỉ là thông tin đã được đưa ra để bơm thổi và câu kéo mấy con gà như chúng ta mà thôi. Vậy tóm lại, mình học được gì? Đặt kỳ vọng hợp lý. Phần lớn chúng ta sẽ đến với đầu tư như một kênh phụ để gia tăng thu nhập, bên cạnh nguồn thu nhập chính từ công việc. Chính vì vậy, việc đặt ra những kỳ vọng kiểu phải giàu, phải đổi đời theo mình là không hợp lý và dễ dẫn tới quyết định sai lầm. Mình luôn quan niệm nếu nằm trong phần đông và muốn kiếm được tiền, bạn sẽ phải bỏ công sức xứng đáng. Nếu chỉ bỏ công sức theo kiểu phụ mà lại mong được như chính thì liệu có hợp lý hay không? Bình thường, không phải chúng ta vẫn hay mỉa mai chuyện việc nhẹ lương cao đấy con gì? Giờ thì lại muốn việc phụ lương chính ngay thì nghe chừng hơi tiêu chuẩn kép. Tất nhiên, đến một thời điểm nào đó,
khi tích lũy đã đủ lớn thì bạn có thể đạt được ngưỡng này. Nhưng đó là kết quả của rất nhiều tích lũy cả về tài sản, thời gian và kinh nghiệm. Bây giờ thì chưa đâu. Trong trường hợp của mình, không ít lần vì kỳ vọng cao quá mà không chịu chốt lời. Tới lúc lỗ sờ mờ lờ rồi mới cuống hết cả lên, thành ra toàn mua đỉnh nhưng mà bán đáy. Hay chốt được lời rồi nhưng sau đó thấy giá tăng tiếp nên tiếc rẻ sao mình chốt sớm quá, lại lao đầu vào rồi mất. Đó là lý do tại sao mình từ bỏ không chơi trò lướt sóng nữa. Vì người ta đầu tư full time còn chẳng ăn ai. Mình chỉ nhìn bảng điện tử mua ra bán vào một tí mà cũng đòi thắng thì nghe chừng hơi phi logic. Mà những thứ phi logic thì khó lòng kiểm soát được lắm. Đó là còn chưa kể đến chi phí cơ hội mình phải bỏ cho việc đầu tư theo kiểu này. Dĩ nhiên ngồi canh bảng điện tử thì mình sẽ mất thời gian và tâm trí lẽ ra cần tập trung cho công việc chính, dẫn đến kết quả không đạt được mức tối đa. Ngoài ra thì sức khỏe, cả thể chất và tinh thần cũng ảnh hưởng ít nhiều. Chính vì thế nên sau này mình mới quyết định chỉ đầu tư theo năm, tức là dài hạn một chút và từ trứng nước. Trong trường hợp này là mua ICO. Khi xác định mua như vậy thì mình không phải nghĩ quá nhiều, không phải ngồi mò đủ loại tin tức mà hầu hết sẽ là fake news, hay theo dõi giá cả từng giờ từng phút, cũng không phải chịu cảm giác nóng đít, phân vân nên giữ hay nên bán liên tục. Nhờ đó mà mình tiết kiệm được thời gian và tâm trí để tập trung vào những chuyện quan trọng hơn, ví dụ như xây dựng Spy Room chẳng hạn. Đây thật ra cũng chính là đầu tư từ trứng nước đấy. Vì đây là hình thức phù hợp với người như mình, vốn tương đối dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong ngắn hạn vì cay cú ăn thua, nhưng tương đối xuề xòa và dễ tính khi nhìn dài hạn. Cho nên từ khi áp dụng, mình vừa thấy bản thân thoải mái, nhẹ nhàng hơn, có thua cũng không cảm thấy quá nặng nề, mà thắng thì vui cực kỳ. Đó là còn chưa kể đến công việc chính cũng nhờ vậy mà phát triển tốt nữa. Đúng là nhất tiễn hạ song điều. Thứ hai, chỉ đầu tư số tiền bạn sẵn sàng mất. Đây là điều mà hầu như ai cũng nói, nhưng mình vẫn phải nói lại, vì nói thì đơn giản, chứ làm thì khó lắm. Tại sao lại như vậy? Vì khi mất tiền rồi, bạn rất dễ cay cú ăn thua, tự huyễn hoặc bản thân rằng lần trước chẳng qua thiếu kinh nghiệm, lần này sẽ khác. Kết quả là số tiền bạn sẵn sàng mất lúc ban đầu dần dần trở thành số tiền sẵn sàng mất cộng X, rồi cộng Y, cộng Z. Kết quả không mấy chốc mà thành số tiền bạn không sẵn sàng mất ngay. Ngã ở đâu đứng lên được, chứ ngã ở đây thì đứng lên khó lắm. Đừng gấp đôi đến chết, không là chết trôi đến gấp ấy. Cứ tưởng tượng thử mua coin đúng đỉnh rồi bị giảm còn 10%, thế thì bạn định gấp 10 để đứng lên à? Mất tiền đã vậy, nhưng được tiền thì cũng không khá hơn. Đôi khi kiếm tiền dễ thì hay ham, muốn kiếm nhiều hơn nên vay mượn để bơm thêm. Cuối cùng có biến, dẫn đến nợ nhiều hơn khả năng chi trả và tự nhiên rơi vào cảnh tham thì thầm. Đợt coin tụt từ đỉnh khoảng 2-3 năm trước xuống đáy, hình như cũng có khá người vì khô máu quá nên nợ nần chồng chất, thậm chí tới mức phải tự tử. Như mình bây giờ xác định luôn, tiền còn lại trong ví crypto và trong tài khoản chứng khoán là tiền có mất mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có lãi thì mình đầu tư ngược lại thêm, lỗ thì cũng kệ. Nếu may mắn giả sử tới được một mức tiền nào đó thì mình sẽ rút sau, còn chưa tới mức đó thì thôi cứ quay vòng, quyết định nhanh, không nghĩ ngợi nhiều. Kể từ khi chuyển sang lối suy nghĩ như vậy, mình thấy bản thân đỡ bị FOMO, đỡ đu đỉnh và cũng có kết quả khả quan hơn. Tất nhiên cũng phần lớn là do may mắn, mình sẽ nói rõ hơn về yếu tố này ở phần sau. Kiến thức thì tốt đấy, nhưng đừng áp dụng một cách máy móc. Hồi còn học đại học, mình rất thích học tài chính và thậm chí đã từng dự tính sẽ sang Tây Ban Nha học master chuyên ngành này. Thời còn học bên Phần Lan, mình có học môn Portfolio Investment, tập trung vào việc đầu tư cổ phiếu sao cho khoa học và ít rủi ro nhất. Sau đó, mình cũng có học thêm một loạt các môn về đầu tư trong thời gian học trao đổi ở Úc như Futures, Options and Risk Management. Thế nên ban đầu mình cũng dự định sẽ áp dụng các kiến thức đã học để đầu tư như một ngôi sao. Mình cũng tính toán sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư, diversify portfolio để hạn chế rủi ro, rồi thậm chí là thử tìm hiểu về hedging để xem có áp dụng được gì không. Kết quả là cũng chẳng áp dụng được mấy, và cuối cùng chỉ quay lại đầu tư một vài mã khá lớn, do đó độ an toàn cũng khá cao. Ví dụ như coin thì cá nhân mình thấy ở thời điểm hiện tại, có lẽ an toàn nhất là các coin lớn kiểu như BTC, ETH hay BNB chẳng hạn. Tất nhiên là cũng vẫn không an toàn đâu, nhưng ít ra chắc vẫn an toàn hơn mấy đồng khác. Mà mức lợi nhuận tính ra cũng không hề nhỏ, chẳng hạn nếu mua Bitcoin hồi năm ngoái thì tài sản của bạn tính đến giờ cũng tăng 15 lần rồi. Lý do mình chọn cách tiếp cận này là vì nếu có một khối tài sản đủ lớn thì việc hạn chế rủi ro bằng cách diversify hay hedging sẽ hợp lý. Chứ còn chỉ có một khoản tiền nho nhỏ cho vui như bản thân mình thì việc này sẽ chỉ làm cho khoản đầu tư trở nên phức tạp không cần thiết. Lợi nhuận đạt được hay thua lỗ chặn được nếu có cũng chẳng đáng so với thời gian và công sức bỏ ra. Relax, take it easy. Khi tham gia vào thị trường tiền crypto hay chứng khoán, bạn chắc chắn sẽ nghe không ít về các triệu phú, tỷ phú hoặc những chàng trai, cô gái 20 tuổi làm giàu từ tay trắng, nay sở hữu tài sản bla 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 bla. Gần gũi hơn, chắc chắn bạn sẽ có những người bạn của bạn của bạn giàu nứt đố đổ vách. Bạn cũng sẽ được nghe không ít về những công thức thành công từ những người thành công trong thị trường này. Hoặc bạn cũng có thể tự rút ra công thức cho riêng mình sau một vài lần thành công rực rỡ. Lời khuyên của mình trong trường hợp này là hãy cẩn trọng và đừng tự tin vì mình đã tìm ra chân kinh, còn con đường làm giàu thì đã mở ra trước mắt. Trong cuốn Fooled by Randomness, tác giả Nassim Nicholas Taleb lập luận rằng sự may mắn đóng vai trò quan trọng nhưng thường không được thừa nhận trong sự thành công, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Hầu hết các quỹ đầu tư với kiến thức và chiến lược đầu tư được nghiên cứu kỹ lưỡng còn gặp khó khăn trong việc ổn định được mức lợi nhuận của họ. Như vậy,
chắc các bạn cũng có thể hình dung được khả năng tìm ra một công thức thần kỳ nào đó là khó như thế nào. Nếu không tin, bạn có thể xem biểu đồ sau từ Bloomberg để thấy việc duy trì phong độ đầu tư là khó như thế nào. Hay như những bạn học tài chính, chắc hẳn không lạ gì câu chuyện về Long Term Capital Management. Quỹ đầu tư với cố vấn là Robert Merton và Myron Scholes, tác giả của mô hình Black-Scholes từng đạt giải Nobel Kinh tế. Một công thức tính toán để chặn gần như mọi rủi ro và từng được coi là bất khả chiến bại như vậy, cuối cùng cũng phải chịu thua sự khó lường của thị trường sau khủng hoảng kinh tế ở châu Á và Nga giai đoạn 1997-1998. Các bạn có thể đọc thêm toàn bộ câu chuyện ở link mình để trong bài viết. Mình không tin có mấy ai trong chúng ta đủ khả năng toán học và kinh tế học để nghĩ ra một mô hình ưu việt có khả năng chiến thắng thị trường. Những công thức mà bạn thấy trôi nổi khắp nơi, phần lớn chỉ được rút ra và đóng gói một cách phi khoa học dựa trên kinh nghiệm chủ quan. Ngay cả chính chúng ta cũng vậy, một lần thắng chắc chắn không đồng nghĩa với thành công. Thậm chí 10 lần thắng liên tiếp nhiều khi cũng vẫn chỉ là may mắn mà thôi. Có một câu chuyện kinh điển như thế này. Bạn có 1.000 người subscribe vào mailing list để nhận lời khuyên đầu tư một mã cổ phiếu. Ngày thứ nhất, bạn gửi cho 500 người khuyến nghị rằng giá cổ phiếu này sẽ tăng và 500 người còn lại khuyến nghị rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. Ngày thứ hai, bạn tiếp tục chia đôi nhóm 500 người này thành 250-250 và làm tương tự. Ngày thứ ba, 125-125. Cứ thế mãi thì sau 10 ngày, có một người sẽ nhận được một khuyến nghị chính xác liên tiếp từ bạn. Nếu nghe người này nói rằng, tôi từng tận mắt trải nghiệm chuyện OX dự đoán trúng 10 lần liên tiếp, thì chắc là cũng khủng khiếp đấy. Nhưng thực chất thì cũng không khủng khiếp lắm đúng không? Với cá nhân mình nhận thức rõ chiến thắng, nếu như có, của bản thân phần nhiều là do may mắn. Do đó nếu không thắng thì cũng chẳng phải quá bận lòng. Mình nghĩ hầu hết mọi người đều dễ trách chính mình, để rồi bị cảm xúc chi phối và hành động phi lý trí khi nhận thấy sai lầm là ở bản thân mình, chứ không phải do yếu tố bên ngoài. Điều tương tự cũng xảy ra với chuyện ảo tưởng sức mạnh, dẫn đến sấp mặt vào những thời điểm tự tin bay cao nhất. Một số rủi ro. Nếu bạn đã đọc đến đây và vẫn muốn tiếp tục đầu tư vào tiền mã hóa thì đây là một số vũng lầy mà bạn nên cố gắng biết để tránh. Phần này cũng thay cho lời kết của bài viết của mình. Hẹn gặp lại trong một bài viết khác. Thứ nhất là coin đa cấp. Đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân của mình. Những thứ như Pi Network hay những mô hình kiểu farming hầu hết là đa cấp, hứa hẹn lãi cao nhưng thông tin mập mờ, không có mã nguồn công khai, không có dấu hiệu phát triển thêm sản phẩm, vân vân, là một vài dấu hiệu để nhận biết. Nhưng bạn có đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra chúng hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn biết là đa cấp nhưng vẫn đâm đầu vào sớm để ăn mấy ông đằng sau thì cũng là một cách. Mặc dù cá nhân mình không khuyến khích, vì rủi ro thì cao mà lợi nhuận thu về nghe cũng hơi kỳ. Thứ hai là chuyển sai, nhầm. Khác với giao dịch ngân hàng, khi ngân hàng là bên trung gian đảm bảo bạn sẽ không mất tiền nếu chuyển sai hoặc nhầm địa chỉ. Đối với cryptocurrencies, chính tính phi tập trung của nó khiến bạn lỡ có chuyển sai hoặc nhầm địa chỉ thì khả năng mất luôn là cực kỳ cao. Không biết tới bây giờ tình hình đã thay đổi nhiều chưa và bạn có thể nhờ support trong trường hợp nhầm lẫn được hay không? Bạn nào biết thì bổ sung để mình có thể cập nhật thêm nha. Thứ ba là mất ví hoặc quên ví. Rủi ro này thì khỏi nói luôn. Theo Dân Việt, khoảng 20% trong số 18,5 triệu Bitcoin hiện có trên thế giới đang nằm trong ví tiền ảo bị mắc kẹt do chủ sở hữu quên mật khẩu và chúng hiện có giá trị khoảng 140 tỷ USD. Theo Jumpstart, chỉ trong năm 2019, có tất cả 12 phi vụ hack liên quan tới tiền kỹ thuật số với tổng 292 triệu đô và 500.000 thông tin khách hàng bị đánh cắp. Đó là các phi vụ hack lớn được ghi nhận. Còn vô số những vụ nhỏ hơn tấn công vào các ví cá nhân của người dùng nhưng không được chú ý nữa. Về cơ bản, để đảm bảo an toàn, bạn nên cập nhật những phương thức lưu trữ và bảo mật mới nhất, tránh tình trạng cốc mò cò sơi. Tất nhiên là nếu bạn không có quá nhiều tài sản thì cũng không quá sợ đâu. Nhưng mà ở đời ai mà biết được, chủ quan là chết ngay. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.